Khá khác biệt với so với các bạn đa số là các bạn học viên ở lứa tuổi nhỏ nhỏ đúng không ạ? Và chúng ta nhận ra đây gương mặt rất là quen thuộc trong năm 2022 ở tại Đà Nẵng với cuộc thi Ngôi Sao Bolero. Và
anh Cường đây đã ngay năm đầu ạ, đã giành giải Á quân. Và anh Cường, khi mà trải qua quãng thời gian học tập như vậy thì anh cảm thấy giờ phút này thì anh đã đủ tự tin chưa về chuyên môn, kỹ thuật cũng như về cái bản lĩnh sân khấu? Xin thưa một lần nữa xin gửi lời chào đến toàn thể mọi người, các bậc phụ huynh cũng như là tất cả các em học sinh của các thầy đã có mặt hội tụ tại Hà Nội buổi tối ngày hôm nay. Thì Cường cũng xin được chia sẻ một chút rằng là trước khi đến một cuộc thi rất là lớn được lan rộng trên toàn quốc và tổ chức tại ba miền trong lần casting đầu tiên và chung kết và bán kết đã tổ chức tại Hà Nội, và Cường may mắn cũng đã đoạt được giải Á quân của chương trình Ngôi Sao Bolero. Trong thời gian đi thi thì Cường không nghĩ rằng là mình sẽ được giải đâu, vì là mình nghĩ cũng chỉ là vì đam mê đi hát cho nó thỏa đam mê thôi. Mà mình cũng rất là bất ngờ khi được ban tổ chức chọn qua vòng tuyển chọn và đã được vào vòng bán kết. Và khi thi vòng bán kết xong, mình biết được mình lại được đi tiếp vào vòng chung kết thì mình nghĩ rằng mình còn thiếu rất là nhiều yếu tố có thể giúp mình vững hơn ở trên sân khấu. Và mình nghĩ rằng mình phải đi học thì vô tình mình cũng gặp thầy Thành. Thì cái cũng là cái duyên mình vào mạng mình tìm thôi, chứ mình không biết anh Thành, thầy Thành là ở đâu cả. Thì vô tình là biết thầy Thành ở Hà Nội và thầy trò cũng có qua nhà thầy để mà học một thời gian ngắn. Và cũng rất là cảm ơn thầy đã trao cho em những cái kỹ năng cần thiết cho dòng nhạc của em, để mà may mắn là em cũng đoạt được giải Á quân. Và hôm nay em đứng lên đây thì em không biết nói gì cả. Chúc tất cả bạn học sinh, dù lớn dù nhỏ, thì chúng ta hãy cháy hết bằng đam mê, rồi chúng ta sẽ có những cái thành quả tốt đẹp nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Quá thời gian anh học với thầy Thành được lâu ạ?